cách tạo danh mục sản phẩm trên website WordPress. Clip này Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị các bạn cách tạo như thế nào ha. Thì bước đầu tiên anh chị các bạn phải cần chuẩn bị là xác định cho mình là đâu là danh mục cha, đâu là danh mục con ha. Rồi thì sau khi xác định xong thì mình tiến hành mình tạo danh mục cha, tạo danh mục con. Và bước cuối cùng, bước thứ ba chính là mình kiểm tra lại các bước mình làm có đúng hay chưa ha. Rồi thì ví dụ ở đây Tùng có một cái website của anh khách là tên là Thành ha. Rồi thì đang trong quá trình up sản phẩm lên thì mình hướng dẫn cho anh chị các bạn luôn ha. Rồi thì đầu tiên là anh chị các bạn sẽ login vào bên trong cái quản trị website ha. Thì sau khi bên mình đã hoàn thiện website thì bên mình sẽ tiến hành cung cấp cho anh chị các bạn, thứ nhất là một cái đường link đăng nhập, thứ hai là cái user, thứ ba là cái mật khẩu. Thì những cái này anh chị các bạn cần phải lưu lại ha. Rồi để mình đăng nhập vào trong cái web của anh Thành ha. Rồi thì sau khi đăng nhập thành công á, thì anh chị các bạn tìm đến cái mục là sản phẩm giúp Tùng ha. Phía bên tay trái của mình có mục là sản phẩm. Rồi tại mình đăng danh mục cho sản phẩm thì mình cần phải vô cái phần sản phẩm. Rồi tiếp đến anh chị các bạn chọn cái mục là danh mục ha. Rồi sau khi danh mục rồi thì mình đã xác định là trong cái danh mục sản phẩm mình thì có danh mục cha là phụ kiện, danh mục con thì có nguồn, có ổ cứng, có thể nhớ. Thì cái này mình đã tạo rồi, mình tạo tới cái phần là ổ cứng rồi. Thì anh chị các đây, anh chị bạn sẽ xem nè, đây là danh mục cha là phụ kiện ha, mình đã tạo rồi ha. Để mình xóa, mình làm lại cho anh chị bạn xem luôn nha. Rồi thì đầu tiên mình xác định danh mục cha đó chính là phụ kiện. Thì mình tạo danh mục cha trước là phụ kiện vào danh mục. Sau đó anh chị bạn kéo lên cái phần là đây, ngang trỏ chuột chấp chấp này, anh chị bạn bắt cái danh mục cha vào trong, chính là tên phụ kiện ha. Cái chỗ thêm danh mục mới. Rồi đường dẫn thì anh chị các bạn bỏ trống nha, nó sẽ tự lấy cái link nó phụ kiện nó để xuống đây với cái tên là nó không giấu ha. Rồi thì danh mục cha anh chị bạn chọn giúp mình là chỗ trống này ha. Rồi mình bấm là thêm danh mục. Rồi thì sau khi anh chị bạn tạo thành công thì phía bên tay phải nó có chữ phụ kiện như thế này, và cái đường dẫn anh chị bỏ trống thì nó lấy là chữ phụ kiện đó ha, gạch ngang. Rồi tiếp tục anh chị các bạn tạo danh mục con là có nguồn đúng không. Rồi nguồn, tiếp tục mình bắt vào đây nguồn. Rồi đường dẫn mình bỏ trống ha. Rồi cái quan trọng ở chỗ này, danh mục cha ở đây anh chị các bạn phải chọn là phụ kiện đó. Thì sau khi mình chọn như thế này thì cái nguồn này nó sẽ nằm bên trong cái phụ kiện ha. Rồi mình bấm thêm danh mục mới. Rồi anh chị các bạn sẽ thấy là nó có một cái phần là thục vô bên trong có dấu gạch như thế này. Thì mình biết là danh mục nguồn nó nằm trong cái danh mục cha, nó là phụ kiện ha. Rồi tiếp tục Tùng lấy ví dụ, Tùng sẽ tạo thêm một cái nữa là ổ cứng. Rồi tiếp tục mình để y nguyên ha, phụ kiện. Anh chị các bạn lưu ý là trong quá trình mình tạo á, nếu mình tạo liên tục đó ha, thì mình nên tạo trước ha, tạo nó thành công trước rồi mình bắt đầu mình mới up sản phẩm, thì mình sẽ đỡ cái khâu mà quay tới quay lui, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình ha. Rồi chỗ này ví dụ như phụ kiện là mình không cần phải chọn nữa, thì nó sẽ ghi nhớ là chỗ này phụ kiện cho mình. Rồi mình bấm thêm danh mục mới. Rồi thì sau khi mà anh chị các bạn tạo thành công á, thì anh chị các bạn cần phải bước thứ ba là kiểm tra lại nó đã thành công hay chưa. Thì anh chị các bạn sẽ xem nè, ví dụ ở trong cái phụ kiện này mình có ba danh mục, ví dụ thẻ nhớ, ổ cứng và nguồn. Thì khi mình tạo thành công này thì ba cái phần này nó sẽ nằm trong cái phụ kiện của mình ha. Rồi thì video tiếp theo thì Tùng muốn hướng dẫn cho anh chị các bạn cách mà đăng một cái sản phẩm lên website WordPress ha, nó hoàn chỉnh như thế nào. Rồi xin mời anh chị các bạn xem cái video tiếp theo ha.
Nếu bạn xem clip của Tùng vẫn chưa làm được, bạn hãy mạnh dạn comment ở phía dưới clip của Tùng ha, để mà Tùng xem và Tùng sẽ giải đáp cho bạn. Ngoài ra nếu bạn thấy clip của Tùng làm hay thì hãy giúp Tùng like, giúp Tùng một like để cho thuật toán YouTube đánh giá cao clip của Tùng, và nhấp vào cái nút chính giữa nếu bạn chưa đăng ký kênh Tùng Phát Official, hoặc bạn có thể nhấp vào phía bên tay trái để xem tiếp video tiếp theo, hoặc phía bên tay phải bạn ha. Ngoài ra nếu mà bạn cần tìm một người đồng hành cùng bạn, cầm tay chỉ việc cho bạn và học hỏi tất cả những kiến thức mà Tùng đã có, thì Tùng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn, thì hãy mạnh dạn inbox cho Tùng hoặc là trao đổi trực tiếp với Tùng để mình cùng nhau tìm ra một cái giải pháp để Tùng có thể là giúp bạn ha. Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo ha.